Chúng ta đọc tới bài bước thầm mấy ở đây thứ phải phải thầm mấy xôn xôn mà để mấy bắt tốt mùi sắp bàn cực nụt cho anh đang kia đây muốn đập bơn rồi anh phô lô này kìa ô nó mà cù bỏ bên nó khuốc khuốc về nhưng chân tới về con trả bài bà gắt phê cho lúc phía mà đi đây à thế phê bao nhiêu bị đào mà phía thì còn đọc mùi là tùy ai chỉ ai mất rồi đó bạn nó này là đồ ra à đồ ra gì mà đồ ra vì quạt đôi đôi giờ tệ cái chuyện gì trai nhỉ nó hai hôm ra biết hai vị natural food. Anh thọ xảy ra đấy. Đấy bờ vì bí ngọt mờ mà chưa mờ. Bây lại pha. Hè thôi cả đấy. Nóc mà như là xe rất đặc. Nhóm xe mà nó mong bài